Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta vô vấn đề chính là test virus trực tiếp trên WinBE và dữ liệu mình rất là nhiều các bạn nha. Virus mã hóa, à các bạn thấy không? Dữ liệu mình rất là nhiều để mình cho các bạn xem. Đấy các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn nha. Thì tổng dữ liệu mình nó là hơn 1T các bạn nha. Đấy các bạn đã thấy rồi đấy. Đấy. Một tay ra bài. Rồi bây giờ để tiến hành test virus an toàn, test an toàn mà không ảnh hưởng đến dữ liệu chúng ta thì chúng ta dùng như sau. Chúng ta dùng bút A các bạn nha. Dùng bút A để làm gì? Dùng bút A để chúng ta ẩn hết tất cả các ổ của chúng ta cho nó an toàn thì chúng ta mới test được chắc chắn các bạn nha. Còn không thì chúng ta test như thế này rất là nguy hiểm các bạn nha. Rồi bây giờ mình click đại coi. Task Manager mình hiện tại là bình thường. Task Manager mình là không có bị gì hết các bạn nha. Đây, Task Manager đây. Đấy, mình mở lên bình thường nha. Khi mà bị nhiễm virus rồi nó sẽ khóa cái Task Manager này lại các bạn nha. Đây, click đại cái file này coi có nhiễm không đây. Rồi, ok, bắt đầu tiến hành các bạn nha. Rồi mở cái Explorer lên cho các bạn xem. Đây, mình ẩn tất cả các ổ đĩa bên này, ẩn hết luôn các bạn nha. Các bạn không ẩn là coi như là thất bại nha. Không ẩn là dữ liệu chúng ta sẽ bị mã hóa hết hoặc là bị virus nó làm hỏng hết. Tùy theo cái loại virus mà các bạn chuẩn bị test là virus nào, cái dòng nào thì chúng ta sẽ bị ăn đủ cái dòng đó luôn. Rồi, đó. Đây là mình đã ẩn xong cái ổ 500 GB. Tiếp tục mình ẩn cái ổ 150 GB. Rồi, mình ẩn cái ổ này. Và đặc biệt mình sẽ chừa một cái ổ 2 GB. Cái mục đích mình chừa ổ 2 GB này á, là do cái video này mình đang lưu vô cái ổ 2 GB. Mình lưu vô cái ổ 2 GB để chừa một cái ổ duy nhất để mình chứa cái file cần thiết vô đó, tại vì WinBE mà nó lỗi rồi chúng ta khởi động lại là mất hết dữ liệu, thành ra là mình mục đích mình chừa một cái ổ cho đủ cứng gốc để mình lưu dữ liệu lại, lưu cái video mình lại là như vậy. Nếu các bạn thấy cái video mình upload thành công chứng tỏ là cái thủ thuật này mình đã làm thành công ở cái khoản là mình lưu video các bạn nha, thành công ở cái khoản là mình lưu video vô cái ổ hắc này chứ không phải là thành công, tất nhiên là thấy thành công rồi tại vì video này lúc trước mình đã cái cách này á, mình lúc trước mình cũng đã test trên cái con OneDrive rồi các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta ẩn tiếp cái ổ cuối cùng là cái ổ 1T. Đây chúng ta sẽ ẩn cái ổ 1T các bạn ha. Rồi ẩn một ổ 1T nè, đấy ẩn này này nè. Đấy, rồi bây giờ chúng ta xem coi còn gì nữa không. Còn ổ USB, USB là chúng ta thoát luôn các bạn nha. Còn ở đây ổ đĩa ảo là cái gì? Ổ đĩa ảo đây là cái driver các bạn nha. Đây cái driver để cài win trong WinBE, nhưng mà mình sẽ ẩn nó luôn, mình thoát nó luôn các bạn nha. Chúng ta không không nên sử dụng ổ đĩa ảo bất kỳ hình thức nào, phải thoát cho bằng được cái ổ đĩa ảo ra các bạn nha, phải thoát mới được nha. Không thoát là nó dẫn cái file vô cái ổ gốc của các bạn đã ẩn á, là chúng ta mệt mỏi nha, mất dữ liệu nha, hoặc hư hỏng dữ liệu nha. Rồi bây giờ mình thoát cái USB này luôn, thoát an toàn luôn. À, cái này là ép thoát luôn nè. Rồi thoát USB xong rồi mình rút USB ra luôn nè. Đấy cho nó mất biểu tượng luôn. Rồi bây giờ là chỉ còn duy nhất cái ổ hắc thôi. Ổ hắc này là gồm có những gì? Hiện tại có mấy cái này là không có quan trọng. Đây, mấy cái này không có quan trọng nên mình sẽ xóa nó đi các bạn nha. Thôi xóa cái này thôi. Đấy. Rồi. Đây các bạn thấy không? Cái virus nó mã hóa là nó mã hóa thành cái đuôi chấm IGKZ. Đó, IGKZ các bạn nha. Thì trước khi mã hóa thì tất nhiên mình cũng phải test cái con virus một cái để các bạn biết là cái con virus này nó là thuộc dạng con virus nào. Và nó tác hại ra sao. Rồi rồi để mình coi, mình lấy cái mẫu coi. Quên rồi, quên 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 có chuẩn bị hết thao tác luôn mà cuối cùng lại thiếu cái con virus.
mình cắm USB vô mình góp lại rồi nha. À, cuối cùng là thiếu cái con virus rồi hồi hồi nãy mình quên ấy rồi, nhưng mà không sao, mình có lưu trong cái trang của mình rồi, để mình đăng nhập cái trang school file. À, đây mình đăng nhập cái trang này, các bạn cũng nên sử dụng cái trang này thường xuyên. Đối với những bạn mà chúng ta upload file nhiều mà không cần giữ lâu trong vòng một ngày á, thì các bạn tận dụng cái trang này để chúng ta upload lên rồi chia sẻ cho người thân. Sau một ngày, sau 12 giờ khuya thì nó sẽ tự động nó xóa cái link đó luôn. Thành ra các bạn rất là yên tâm nha, rất là yên tâm mà chúng ta share file không sợ ảnh hưởng gì hết. Bên cạnh đó thì khi chúng ta share file xong thì chúng ta cũng ấy được nè, rồi nó chặn luôn rồi. Rồi thôi, để mình tìm cái file lại các bạn nha. Đối với cái trình duyệt cốc cốc á, hay là Chrome á, thường nó bị chặn những cái file mà nó bị virus á. Như vậy các bạn lấy cái link đó ha, lấy cái link đó các bạn sao chép và các bạn mở bằng cái Explorer. Các bạn mở bằng Explorer để chúng ta tải các bạn nha. Đó, chúng ta tải cái file đó về thì nó sẽ không có bị chặn. Còn cái Chrome với lại cốc cốc thì hay hay bị cái vụ đó. Đây, chúng ta tải về các bạn nha. Rồi, các bạn thấy không, có sao nè. Đấy. Rồi chúng ta open ha, open ra để chúng ta dẫn cái file này để mình copy mình lưu vô USB lại đi, để mất công mỗi lần cần cái tải nó mất thời gian. Rồi. Rồi mình đưa nó ra ngoài laptop. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng lại hết mấy cái này nha. Rồi, hiện tại là mình đã đủ và đầy đủ cái tất cả các file. Rồi ha. Thì mấy cái file nào hồi nãy để mình coi. Thôi cũng không có, mình chưa có xác định 100% á, là sau khi mà cái video mình quay xong á, mình save là nó sẽ không bị mã hóa. Tại hồi nãy á, là mình đã save hết một file rồi, có nghĩa là mình đã chạy virus rồi ha. Mình save một file lại cái file này nè, đó là nó bị nè. Rồi mình bắt đầu mình chạy cái thứ hai, mình chạy cái file thứ hai á, thì cái file thứ hai nó ok, nó thành công. File thứ hai là file này các bạn nha, đó là nó thành công, có nghĩa là file save sau cùng lại thành công, nhưng mà file trước đó là bị mã hóa. Có nghĩa là mình hiểu một điều nôm na là dù là cái con virus nó đang hoạt động, nhưng mà cái file mà bạn save sau cùng nhất thì nó sẽ không bị nhiễm virus, nó không bị mã hóa. Đó, mình hiểu nôm na như vậy. Nhưng mà đối với trường hợp của cái file Media MP4 này, không biết có như vậy hay không. Nếu mà cái video này mình upload thành công thì các bạn biết là cái cách này nó hữu hiệu ha. Thì các bạn cũng nên làm giống mình, chuẩn bị một cái ổ riêng để chúng ta chứa chứa cái video mà chúng ta chuẩn bị lưu vào đó nè. Đó, tại vì cái WinBE là các bạn khởi động lên nó mất mất hết dữ liệu rồi, nên thành ra chúng ta không thể nào lưu được trong cái WinBE. Thành ra chúng ta lợi dụng một cái ổ trống nào đó, các bạn cho bao nhiêu dung lượng đó tùy các bạn. Rồi chúng ta lưu file vào đó ha, lưu file vào đó. Rồi xong rồi, bây giờ chúng ta tiến hành test virus, thì mình cũng rút cái USB ra cho nó chắc ăn các bạn nha. Mình thoát cái everything ra luôn nè. Rồi thoát USB, đây đây có rút USB an toàn, rút coi. Rồi ok, rút USB. Rồi xong rồi, rồi mình sẽ tiến hành chạy virus thôi các bạn nha. Trước khi chạy á, là mình sẽ giải nén cái bộ sưu tập, đây cái bộ sưu tập test virus đây, mình giải nén nó. Rồi mình cài cái WinRAR luôn, WinRAR đây. Rồi xong full rồi, giải nén đây, giải nén tại chỗ nè. Rồi đấy, như các bạn đã thấy ha, toàn bộ đây á, là bao nhiêu dung lượng, 410 file, 3 folder, 74,5 MB. Đấy, thì các bạn đã thấy rồi, cái này là nguyên cái bộ lúc trước mình test cái con OneDrive á, là mình sưu tầm, mình đổi định dạng từ A tới Z luôn các bạn nha, các bạn thấy không?
nó định dạng đuôi nó khác nhau rất là nhiều, rất là khác. Không biết nữa các bạn ơi, nó nhiều quá cơ họng khô họng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình lấy virus nè. Cái con virus này nó lạ, mình gọi chung là virus thôi chứ thực chất cái con này là cái con ransomware các bạn nha. Rồi bây giờ trước khi test nó là mình phải giải nén nó ra đâu. Rồi đây mình giải nén nó ra, rồi giải nén nó ra, rồi xong rồi mình sẽ cho cái virus Tutan này mình quét nó để các bạn thấy nó là cái có con nào ha, cái con nào và những cái chương trình nào nhận dạng ra nó. Đây nó là 60 nha các bạn ha, 60 chương trình quét báo nè. Đấy 60 trên 70 cái chương trình quét virus báo, tất nhiên là nó có những cái chương trình lớn các bạn nha. Đây ở đây mấy cái chương trình mà nhỏ nhỏ mà ít ít ai biết á, thường nó không có nhận diện ra được những cái dòng virus đặc biệt. Đây ví dụ cái Super Antivirus như một bản rồ các bạn nha, bản rồ thì nó quét ok, bản thường ở đây thì nó quét không thấy nè. Ở đây thì tất nhiên là sẽ có Trend Micro, Symantec nè, Cat Sky nè các bạn ha, Malwarebytes nè, MC Apri nè, đấy rất là nhiều các bạn nha, Eken nè, Dweb nè, BKVR, Bitder Funder nè, đọc cái từ đó hơi khó, rồi AVG nè, nhiều lắm các bạn nha, còn đọc Tông God rồi Microsoft nữa nha. Đấy rồi thì các bạn thấy rồi ha, rất là nhiều chương trình nó phát hiện ra là cái file đó là nguy hiểm và cảnh báo. Các bạn cũng nên test bằng cái virus Tutan này. Khi mà chúng ta tải một file nào nghi vấn mà thấy không an toàn thì chúng ta nên sử dụng cái virus Tutan test sơ qua cái. Nếu mà tỷ lệ báo virus nhiều quá thì chúng ta nên nên lường hậu quả các bạn nha, nên lường hậu quả. Bên cạnh đó thì các bạn cũng nhìn chúng ta thấy được cái những cái mẫu đây, cái mẫu cái tên tên virus nè, chúng ta có thể tra lên Google ha, các bạn tìm hiểu thêm về những cái mẫu này đó để coi coi nó là ảnh hưởng như thế nào, nó gây ra những tác hại như thế nào các bạn nha. Đấy Microsoft đây đó, để chúng ta lựa những cái tên tuổi lớn là chúng ta test coi cái tên này, cái con virus này, cái mã này nó tác hại như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ test sơ cho các bạn xem về cái video để cho các bạn biết là mình đang online ha. Duy Nguyễn mà quên bấm gì anh. Đây. Đây. Rồi mình test thôi nha, mình không có ghi âm thanh các bạn nha. Rồi cho các bạn biết nhiêu đó là được rồi ha. Rồi chính xác nữa thì mình gõ thêm Google để các bạn biết hôm nay là ngày mấy, mình đang ở vị trí nào cũng như là cái giờ hiện tại ha. Rồi ok, chính xác giờ giấc là đủ đủ thứ rồi các bạn nha. Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta test nè. Rồi bắt đầu mình sẽ click click vào virus là Task Manager nó bị khóa các bạn nha, mà cái con virus này nó hơi lạ, cái là khoảng 2 3 phút thì nó mới hoạt động trên cái WinBE này thôi, còn những cái WinBE khác thì mình chưa thử nhiều, nhưng mà đối với cái WinBE này mà nó như vậy rồi á thì những cái WinBE khác mình bảo đảm với các bạn thì nó cũng cũng xê xích không có nhiều lắm đâu, tại vì WinBE này đối với mình nó là thuộc về dạng đẳng cấp đối với mình rồi đó. Các bạn nghĩ đi, WinBE mà chạy luôn được cái Accent này ha, chạy luôn được Accent mà ghi âm được mà rất là rõ luôn các bạn nha, tại mình cài cái driver cho nó đó. Đấy rất là ok luôn, không có gì để bàn luôn á. Rồi mình tắt luôn, tắt cái Task Manager này đi, coi nó khóa chưa các bạn nha, chưa khóa các bạn thấy không? Giờ là cho 10, 10, 13 giây rưỡi đi ha, 14 cũng được, lấy trừ 30 giây ra, lại nãy giờ nó chạy cũng hơi lâu rồi. Rồi, để xem coi cái con virus này khi nào nó hoạt động các bạn nha. Đấy, các bạn thấy không, Task Manager nó không khóa nè. Đấy, nhưng mà một lát là các bạn thấy ha, Explore này nè, Explore này nó khóa luôn, mình không có vô Explore này được luôn. À, mình không vô lo được luôn, nói chung là nó treo cứng đơ cứng cứng ngắc luôn. À, mình bấm Control Alt Delete đó, các bạn thấy như vậy đúng không, một lát mình bấm không được luôn đó, bây giờ mình bấm được nè các bạn thấy không. Rồi rồi đó, Task Manager bình thường nè, một lát là các bạn thấy là mình không có hoạt động gì được luôn nha. Đấy bây giờ hiện tại mình click vô Task Manager là nó chưa có
chưa có triệu chứng gì xảy ra luôn các bạn thấy không? À, rồi bây giờ mình click vô thử cái file test virus rồi, mấy cái file này cho mình chạy thử coi như thế nào. Nó chạy lâu hơn cái con WannaCry các bạn nha. Cái con WannaCry đó khi mà click vào cái chừng 3 giây 5 giây là nó bắt đầu nó mã hóa rồi, cái con này nó hơi lâu xíu. Rồi. Rồi bây giờ mình test file cho bạn xem nè, ví dụ mình mở cái MP4 lên ha. Đấy. Rồi. Mở cho bạn xem chơi, đấy. Để coi nào coi nó mã hóa đây. Đấy. Nó mấy cái này hiện tại bây giờ mình mở bình thường đấy. Đó mình chọn rất là nhiều định dạng rất là nhiều định dạng khác nhau để mình test, mục đích mình test virus. Các bạn muốn muốn tải cái file này mình đưa lên bên dưới luôn nha. Đấy, có virus là mình không đưa lên thôi, tại vì virus rồi cấm cấm tuyên truyền. Các bạn có duyên thì các bạn nhặt được con nào thì các bạn để sưu tầm nha, còn mình không có xe virus đó bạn nha. Rồi nãy giờ là chưa thấy nó hoạt động luôn ta. À, 10 10 nãy nó 14 đúng không? 2 phút rồi, 2 phút mấy rồi. Con virus này nó hơi nó tiêu hóa hơi chậm các bạn nha. Thông cảm cho nó. Tiêu hóa hơi bị chậm. Rồi. Chắc cũng tầm 5 phút quá. Virus mà kỹ ra. Rồi nếu các bạn cảm thấy nó lâu các bạn cứ xả nha. Rồi, hơi lâu rồi đấy. Wow, nãy giờ 17 phút rồi đó hả? Lâu với ta. Mười sáu, mười chín, 30. À, cái dây này nó chạy vẫn đúng nhưng mà nó chạy 2 giây một lượt các bạn nha. Chưa được nữa nè. Rồi con virus này không biết là ổng như thế nào luôn á ta. Không biết ổng như thế nào luôn mà. Các bạn nào có nhiều cái suy nghĩ nó hơi hơi không tốt về đảng nhà nước, các bạn vô cái kênh anh Duy Nguyễn nha, các bạn nghe anh trao đổi. Mặc dù những cái câu nói anh cũng cũng có hơi hơi sốc đó, nhưng mà các bạn nghe nhiều cái lời anh chia sẻ thì cũng thật sự mà nói cũng đáng quan tâm các bạn nha. Việt Nam mình mà tìm được một người như anh mà có tinh thần yêu nước và làm đổi được nhiều cái thành phần. Rồi, bắt đầu. 16, 16, 18. 16, 10, 14 chứ. Các bạn thấy không? 10 gần 5 phút các bạn nha, gần 5 phút bắt đầu nó hoạt động. Rồi. Thiệt tình nha. Rồi đó, bắt đầu nó hoạt động các bạn. Sau 5 phút dưới ta. Làm gì mà nó phải đợi 5 phút dưới không biết. Hacker này là tay nghề còn non các bạn nha. Cái con WannaCry là người ta là mấy giây là nó bắt đầu nó ấy rồi. Đó các bạn thấy không? Đây nè, nó khóa Task Manager là nó không làm ăn gì được luôn nè. Đấy. Tab thoát cái này ra coi. Tab nè. À, đó các bạn thấy không? Phần mềm mở lên là không thấy gì luôn. Giống như nó khóa cái file nào đó mà không thể nào ấy được. Explore là không mở được các bạn nha. Đấy, ví dụ cái này đi là mở Explore nè mà nó không mở được nè. Đó, mình bấm Win, chữ Win đó, nút Win đó. Nút Win cái nút Enter, cái nút dài dưới đó. Win E mà nó cũng không bật cái cửa sổ Microcomputer lên được nè. Các bạn thấy không? Đấy, coi như là bó tay thôi, chỉ có nước là các bạn tắt máy thôi các bạn nha. Đây, hoặc là tắt máy đây nè. Đấy. Đó,
Thì theo cái hỗ trợ của cái Win cứu hộ mà các bạn có thể tắt theo kiểu này, còn không phải nhấn nút nguồn luôn các bạn nha. Các bạn đặc biệt á, bị gì ấn nút nguồn cái là tự động tắt luôn à. Nó đã khóa những cái file nào rồi. Rồi, nhưng mà mặc dù vậy á, nhưng mà cái option này hay cái là nó vẫn chạy bình thường, mình phải nể cái option này thiệt chứ. Rồi, vậy là cái phần test này là thành công các bạn nha. Thì tất nhiên nếu mà các bạn thấy cái video này mình up lên mà các bạn xem được, chứng tỏ là cái video này không bị mã hóa, nhưng mà những cái video trong cùng cái thư mục video này đang có là nó bị mã hóa hết rồi các bạn nha. Rồi qua thu thực này hy vọng là các bạn có thêm cái kinh nghiệm để chúng ta dùng để test virus cho nó hoàn hảo hơn trên cái hệ điều hành cứu hộ. Và mình khuyên khuyến khích và khuyến cáo một điều là chúng ta test bằng cái bút A để chúng ta ẩn cái phần dùng đó. Thì ví dụ đi, mình đang ẩn cái này đi, mình đang ẩn rồi nè, thì các bạn khi mà khởi động máy lại, các bạn vô các bạn phải unhide nó ra, có nghĩa là thoát cái thuộc tính ẩn ra, thoát hết luôn. Rồi các bạn khởi động một lần nữa, các bạn vô lại các bạn ẩn tiếp mới được nha. Boot AI thì nó có cái nhược điểm như vậy. Còn ví dụ các bạn dùng bật tia xanh Ninja thì mình cũng chưa chưa biết là ok hay không, nhưng mà đối với Boot AI thì các bạn phải khi mà một khi ẩn rồi thì các bạn phải unhide là thoát cái thuộc tính ẩn ra và phải khởi động vô ẩn lại lần nữa thì mới thành công các bạn nha. Các bạn lưu ý giúp mình, không là nó vẫn còn cái ổ, nó nhân đôi. Ví dụ bây giờ đi, mình đang ẩn nè, bây giờ mình khởi động lại máy, mình vô mình ẩn cái nữa, nó lại nhân đôi cái ổ lên. Ví dụ bạn bạn có một ổ 100 GB thì tự động nó nhân thêm một ổ 100 GB nữa, thành ra các bạn không có ẩn ẩn được hai ổ. Nó là như vậy, các bạn test thử các bạn biết nha. Video trước mình cũng đã có chia sẻ rất là nhiều rồi, hy vọng là các bạn làm cái này kỹ hơn, tại vì chúng ta không ẩn hết thì chúng ta sẽ bị virus nó xâm nhập vào mấy cái ổ mà nó đang hiển thị, thì chúng ta bị hư hỏng file, mất file, hoặc là ảnh hưởng tới cái dữ liệu của bạn rất là lớn các bạn ha. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.